hai người suy tư một lát rồi nhìn về phía cô bé trước hết muội trở về môn phái cùng bọn huynh khi nào gặp được sư tôn rồi tính tiếp vậy lục ngôn khanh nói việc cấp bách là đem đứa nhỏ này mang ra khỏi núi sâu nhưng sau này để cô bé về nhân giới hay không còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu cô bé có cha mẹ thân thích còn tốt nếu là cô nhi mà nói thì tỷ lệ sống sót của một cô bé không nơi nương tựa quá thấp cô nhóc nháy đôi mắt rồi ngồi thẳng giọng nói trẻ con cất lên hỏi sư tôn của các huynh là nam tử sao sư tôn của chúng ta là nữ tử nhưng người rất lợi hại thẩm hoài an đáp nghe vậy cô bé đang ôm ấm nước lại rụt về miệng mấp máy nói muội không đi muội sợ lục ngôn khanh nghĩ rằng có thể vì có một nữ sư tôn khiến nàng sinh ra bóng ma tâm lý nên ban đầu cô bé nghĩ đi cùng bọn họ lại cảm thấy sợ hãi Hai người họ an ủi một lúc lâu, cuối cùng cô bé mới đồng ý đi theo bọn họ. Trên đường, hai người tìm hiểu thêm mới biết, cô bé năm nay 10 tuổi, nhũ danh gọi là Tiểu Cốc, cha mẹ đã qua đời, bị thân thích bán cho lái buôn nô lệ vào nô tịch. Việc làm tốt duy nhất của Bạch Vũ Lâu là đem Tiểu Cốc mua lại. Tiểu Cốc được 7 tuổi đã bị bán đến tay lái buôn bởi vì vừa gầy vừa nhỏ không bán nổi nên bị lái buôn đánh chửi. Đến khi được 8 tuổi thì Bạch Vũ Lâu mua về. Phát hiện linh căn của nàng vẫn chưa thành hình nên vẫn nuôi dưỡng ở môn phái. Nuôi được 3 năm, cô bé con càng ngày càng trắng nõn sạch sẽ thì phát hiện sở hữu phế linh căn thành kẻ tàn phế vô dụng. Sư tỷ sư tôn thường ngày luôn hòa ái thân thiết, thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Sau đó xảy ra vụ việc vừa rồi kỳ thật muội không phải là phế nhân linh đan của sư tôn bọn huynh cũng trong suốt trên đường trở về lục ngôn khanh nói những người khác không biết cách dạy thôi nhưng sư tôn bọn huynh lại biết cái gì sao đệ lại không biết chứ thẩm hoài an giật mình cậu ta muộn bốn năm đã bỏ lỡ bao nhiêu việc đây nghe hai người đấu võ mồm nói chuyện phiếm ngươi tới ta đi cơ thể vẫn luôn căng chặt của tiểu cốc cũng thả lỏng đến khi bọn họ tiến vào kết giới sương mù quanh huyền cổ sơn mạch. Ngu sở liền nhận thấy hai người trở về lại mang thêm một người. Linh thức của nàng bao phủ toàn bộ dãy núi. Rất dễ dàng phát hiện bên cạnh hai đồ đệ có thêm tiếng tim đập cùng hô hấp. Ngu sở bỏ sách xuống. Nàng cảm thấy đau đầu. Hai tên tiểu tử này lại làm cái gì đây? Nàng ngồi ngay ngắn trong đại điện chờ đợi. Một lát sau. Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An từ đại môn chính điện đi đến. Đến lúc nhìn thấy ngu sở yên tĩnh ngồi. Hai người không khỏi cảm thấy trột dạ nên tươi cười lấy lòng. Sư Tôn. Chúng con đã trở về. Ngu sở rũ. Mắt đọc sách. Nhàn nhạt nói. Ừ. Cái đó. Thời tiết hôm nay không tồi. Thẩm Hoài An cười gượng nói. Chúng con. Hôm nay chúng con bị đội đệ tử tuần tra phát hiện mạo hiểm thật. nếu không ngăn lại, thẩm hoài an tự mình nói linh tinh không biết khi nào mới xong đâu. ngu sở ngước mắt, thẩm hoài an tự trột dạ biết điều ngậm lại miệng. nàng nhìn về phía lục môn khanh, a à, khanh, còn nói hai câu ở trước mặt ngu sở. giỏi ngoại giao như lục môn khanh cũng không biết ăn nói thế nào cho phải. cuối cùng kẻ có thân phận sư huynh như hắn đành phải căng ra đầu mở miệng. chúng con thấy việc nghĩa hăng hái làm đi cứu một đứa trẻ vạn sự khởi đầu nan có lục môn khanh đi đầu hai người ngươi một lời ta một ngữ kể lại sự việc phát sinh kể đến cả hoàn cảnh thân thế của cô bé đó ngu sở càng đau đầu hơn nàng hạ sách xuống các con nói rằng các con mang đệ tử của môn phái người ta về đây kỳ thật cũng không xem như môn phái của người ta bạch vũ lâu còn muốn giết cô bé đó mà Thẩm Hoài An nói, hiện tại không tìm thấy tiểu cốc. Các nàng nhất định cho rằng cô bé đó đã chết thôi, trong lòng ngu sở phức tạp. Lúc nàng nhận hai thiếu niên này chính vì nhìn thấy được tâm cảnh của chúng là thuần túy. Làm người chính trực, đều là đứa trẻ tốt. Cho nên tự nhiên chúng sẽ không làm việc thấy chết mà không cứu. Chính là việc này liên lụy càng ngày càng rộng. Nàng nhớ rõ Bạch Vũ Lâu trong nguyên tác là một môn phái đóng vai ác chuyên môn làm những việc xấu xa sau khi nữ chủ nổi danh các nữ tu của bạch vũ lâu gặp nàng ta một lần đều hận đến nghiến răng nghiến lợi đương nhiên ở ác gặp dữ cuối cùng cũng bị diện môn đành phải offline nếu ngu sở sở là kẻ thứ nhất làm người xấu với cấp bậc pháo hồi lót chân thì bạch vũ lâu cũng được coi là một trong những tiểu boss hậu kỳ nàng vốn nghĩ tránh xa các thế lực liên quan đến nữ chủ thậm chí nghĩ mấy năm tới không cần đi xa nhà lại không ngờ tới hai đồ đệ tốt của nàng ở cửa nhà cũng có thể liên lụy đến nguyên tác. Việc đã đến nước này, ngu sỡ đành bất đắc dĩ nói. Để con bé vào đi. Lục ngôn khanh cùng thẩm hoài an quá đỗi vui mừng. Hai người chạy nhanh về phía cửa. Gặp cô nhóc thì nhẹ giọng khuyên bảo dỗ dành. Vài giây sau, một thân ảnh nho nhỏ bám vào cửa vượt qua ngạch cửa. Đó là một cô bé con nhỏ gầy tóc tai rối tung lên vì chật vật trên đỉnh đầu buộc hai bím tóc nhỏ như muốn rũ hết xuống trên khuôn mặt nhỏ của cô bé lấm bẩn như con mèo hoa đôi mắt to nhút nhát sợ sệt nhìn ngu sở ngón tay nhỏ nắm chặt vạt áo vì khẩn trương thoạt nhìn còn nhỏ gầy hơn nhiều so với lục môn khanh hồi đó trái tim của ngu sở mềm đôi chút nàng thong thả nói lại đây để ta nhìn con rõ hơn Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vừa thấy thái độ của ngu sở liền biết nàng có quan tâm. Lập tức nhẹ giọng cổ vũ tiểu cốc đi lên. Cô bé cắn cắn môi do dự một lúc rồi đi lên bậc thang đến bên ngu sở. Cô bé đến gần càng cảm thấy rõ nét gầy yếu nhỏ xinh của cô bé. Khuôn mặt nhỏ lấm bẩn. Đôi mắt to đầy khiếp đảm. Nhìn cũng thật đáng thương. Ngu sở đang do dự liền nghe được giọng nói yếu ớt kêu. Sư tôn tiếng gọi non nớt mềm mại của trẻ con khiến ngu sở bất đắc dĩ vậy trước hết tạm thời ở nơi này đi các con cho con bé ăn chút gì đó cơ thể khôi phục lại rồi bàn bạc kỹ hơn nghe ngu sở nói vậy lục ngôn khanh cùng thẩm hoài an đều nhẹ nhàng thở ra tuy ngu sở chỉ nói tạm thời nhưng bọn hắn hiểu biết sư phụ biết rằng chỉ cần nàng để người ở lại thì cuối cùng sẽ không đành lòng để người ta đi lục ngôn khanh đi sau bếp nấu cơm sắp xếp chỗ ở cho tiểu cốc đưa nàng ăn chút bánh và uống nước lót bụng sau khi ăn no cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thẩm hoài an vẫn không yên tâm lại chạy đi tìm ngu sở sư tôn muội ấy thật sự rất đáng thương người liền thu muội ấy đi thẩm hoài an cầu tình thật không được thì để muội ấy ở nơi này cũng chỉ là thêm đôi đũa thôi nương của con cho con nhiều lộ phí lắm con có thể nuôi muội ấy được mà ngu sở quét mắt về phía cậu ta rồi nâng mi nói ta còn kém chút tiền ấy thẩm hoài an lập tức cười lấy lòng rồi giúp ngu sở ấn bà vai thủ pháp cực kỳ thành thạo đừng tốn thời gian ở đây với ta nếu con tự mình nhặt sư muội về thì gắng thể hiện tốt bộ dáng làm sư ca làm tấm gương ngu sở nói còn không mau đi tu luyện thẩm hoài an nghe ngu sở nói như vậy liền an tâm hẳn cậu ta liên tục đồng ý tự mình cam đoan thề sau này đả tọa nhất định sẽ không lười biếng ngu sở ngại cậu ta làm phiền phất tay làm cậu nhóc nhanh chạy đi lúc này thẩm hoài an mới chạy tới sau bếp tìm lục ngôn khanh chờ đến khi lục ngôn khanh làm xong đồ ăn hai người mới đi gọi cô bé dậy cô bé lại ăn ngấu nghiến một lời cũng không có thời gian để nói không biết bị đói bụng bao lâu rồi chờ khi cô bé ăn xong thẩm hoài an mới hỏi hiện tại muội còn sợ sư tôn không tiểu cốc nâng chén nàng nhẹ nhàng lúc lắc đầu nhỏ giọng nói muội có thể cảm giác nàng là người tốt như thế nào cảm giác được vậy thẩm hoài an tò mò tiểu cốc nhìn cậu ta sư tôn bạch vũ lâu rất thích cười nhưng muội lại luôn sợ bà ta cảm thấy bà ta rất âm lãnh Sư tôn của các huynh không thích cười nhưng muội lại muốn gần gũi nàng. Sư tôn của bọn huynh thực sự rất tốt. Chúng ta đều được người cứu, Lục Môn Khanh dặn dò kỹ càng. Chút nữa bọn huynh đưa muội ra sau núi tắm rửa, tất nhiên sư tôn sẽ quan tâm muội. Muội nhớ kỹ phải biểu hiện cho tốt, cứ luôn nói bản thân muốn lưu lại, chỉ cần người mềm lòng thì muội không cần phải đi rồi. Đúng đúng nhớ rõ nhất định phải giả vờ đáng thương nếu cần khóc thì cũng nên khóc thẩm hoài an cũng động viên thêm tiểu cốc nhìn trái nhìn phải nàng nhỏ giọng các huynh thật sự nguyện ý lưu muội ở lại sao có khả năng muội chỉ biết kéo các huynh chân sau không có việc gì sư đệ sư muội kéo chân sau là chuyện bình thường mà lục môn khanh vừa định an ủi nàng thì thẩm hoài an đã nói huynh muốn làm sư ca nên nhất định muội phải lưu lại đúng rồi đúng rồi đến kêu huynh một tiếng sư ca trước thử xem nào sư huynh tiểu cốc ngoan ngoãn gọi thẩm hoài an hít một hơi lấy tay che ngực nhìn có vẻ cực kỳ thỏa mãn lục ngôn khanh lắc đầu bất đắc dĩ ăn uống no đủ xong hai người mang tiểu cốc đến bên cạnh ngu sở nhờ nàng mang cô bé ra sau núi tắm suối nướng nóng ngu sở vùa thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu vẫn lấm bẩn Nàng nhíu mày nói. Cơm đã ăn rồi mà các con không biết cho con bé rửa mặt. Nam nữ có khác. Chúng con ngại ngùng. Thẩm Hoài An cười hì hì nói. Thật ra bọn họ cố ý muốn nỗ lực kích phát sự mềm lòng và ý muốn bảo hộ cô bé của sư tôn. Ngu sở muốn nói tiếp thì cảm giác được có một bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp nhẹ nhàng níu nàng ngón tay. Nàng cúi đầu thì thấy ánh mắt của tiểu cốc trông mong nhìn mình. Ngu sở thở dài nàng đuổi hai tên đồ đệ của mình đi mang theo tiểu cốc đi đến suối nước nóng cởi quần áo rồi đi vào ngâm một chút ngu sở nói tiểu cốc ngoan ngoãn cởi vẻ mặt của ngu sợ nặng nề sau lưng tiểu cô nương tràn đầy những vết thương cũ có mới có tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau có vết mới khép lại có vết đã nhiều năm lâu là những vết sẹo cũ trước kia con hay bị đánh sao ngu sở hỏi tiểu cốc nhẹ gật đầu nàng xuống nước đem vết thương của mình che giấu đi chỉ lộ ra phần đầu nàng nhỏ giọng nói bởi vì con không ngoan ngu sở không biết an ủi cô bé thế nào liền nhúng tay vào nước rồi nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của tiểu cốc cô bé an tĩnh như con mèo nhỏ để nàng tự do xoa mặt mình ngu sở một bên giúp cô bé tắm một bên tìm kiếm trong không gian xem có bộ y phục nào để cô bé thay hay không. Xiêm y của lục ngôn khanh nàng mua không ít nhưng hai tên nhóc đó đều cao lớn. Tiểu cốc chỉ ít hơn thẩm hoài an 4 tuổi thôi nhưng chiều cao còn chưa đến ngực người ta đâu. Không có biện pháp, ngu sở chỉ có thể lấy ra bộ quần áo vẫn áp đáy hòm. Là bộ nàng dựa theo kiểu dáng quần áo hiện đại mà làm ra vốn là nàng sợ chính mình không thích ứng được cách mặc quần áo kiểu dáng cổ đại nên đợt mới quen lục ngôn khanh cũng đã làm xong kết quả là không nghĩ tới bản thân thích ứng khá tốt bộ quần áo này cũng đành để đáy hòm nàng lấy ra cái áo thun dáng dài cùng chiếc quần đưa cho tiểu cốc sau khi tắm xong trừ bỏ những vết sẹo trên người ra thì khuôn mặt của cô bé thật xinh đẹp đáng yêu như em bé vậy ngu sở cầm quần áo cho nàng mặc vào tay áo và ống quần đều sắn lên miễn cưỡng có thể mặc được cho dù đây chỉ là thế giới giả tưởng thì cổ đại vẫn không thể so với hiện đại ngu sở đưa tiểu cốc sắp xếp ở trong viện mà mình đang sinh hoạt con có thể lấy tất cả đồ vật ở đây ăn uống trái cây rau dưa ở ngoài viện đều lấy thoải mái nhưng trước mắt đừng ra sau núi ngu sở dặn dò để ta bảo hai đứa xuống núi mua giúp con đồ dùng quần áo con đi chủ phong chơi đi tiểu cốc mặc áo thun không quen mấy nàng ôm chăn ngoan ngoãn lại cẩn thận gật đầu tiên trường ngu sở vừa muốn đi ra cửa liền nghe thấy cô bé con nhẹ nhàng gọi mình nàng quay đầu làm sao vậy con còn cần cái gì sao tiểu cốc nhấp môi do dự một lúc mới nhẹ giọng nói tiên trường cảm ơn các ngài đã cứu con không có việc gì chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi tiểu cốc không cảm thấy nhẹ nhàng khi nói lời cảm ơn xong nàng siết chặt chăn nếu nếu ngài muốn cho con đi có thể để con ở nơi xa một chút được không cô bé nhỏ giọng cầu khẩn con sợ lại bị sư tỷ ở bạch vũ lâu bắt lại ngu sở lại nhớ tới hai đồ đệ nhà mình kể sư tỷ của tiểu cốc muốn đem cô gái nhỏ bé này bán cho tên nam tu khác ánh mắt của ngu sở tối lại nàng trầm giọng nói có ta ở đây không ai có thể bắt con đi ngu sở đưa y phục đệ tử của tiểu cốc cho hai đồ đệ để cho bọn họ dựa theo kích cỡ đi vân thành nhìn xem có bộ nào đang bán có số đo tương tự sau khi hai đồ đệ xuống núi nàng ngồi ở mép giường lấy ra vải dệt cùng kim chỉ muốn thử làm quần áo cho tiểu cốc mỗi một người phụ nữ ở cổ đại đều học nữ hồng ngay cả tính tình kiêu căng như thiên kim tiểu thư ngu sở sở cũng không được ngoại lệ chỉ là không am hiểu sâu mà thôi hoặc có thể nói ngu sở sở từng học qua nhưng trước nay chưa từng tự làm bao giờ ngu sở lọc lấy ký ức về kinh nghiệm này rồi mày mò khâu vá kỹ năng khâu của nàng không được thành thạo tự nhiên như khi cầm vũ khí nên hơi cứng tay nàng cảm giác được cô bé ngồi ở trong góc với đôi mắt sáng lấp lánh nhìn động tác của nàng ngu sở tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng về kỹ thuật thiếu tinh tế của mình ta không giỏi nữ hồng con thử khâu xem sao. Ngu sở lo rằng tiểu cô nương kỳ vọng quá lớn sẽ thất vọng hơn. Rốt cuộc tay nghề của nàng không có khả năng làm ra được quần áo đẹp nào. Bình thường mua vải đều để tiệm may ở Vân Thành hỗ trợ làm. Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên nàng tự tay mình làm quần áo. Tiểu cốc lấy hết can đảm từ từ dịch lại gần. Vườn tay nhận lấy tấm vải và kim chỉ từ tay của ngu sở. Con có thể, cô bé nhỏ giọng nói tiểu cốc thành thạo xe chỉ luồn kim khâu vá quần áo. Chỗ nối không nhìn thấy đường chỉ nhìn rất tự nhiên và đẹp chứ không giống như ngu sở dựa theo đường khâu miệng vết thương mà làm. Còn cái nhà nghèo sớm gánh vác việc nhà là chuyện bình thường nhưng nhìn cô bé làm thuần thục như vậy. Ngu sở không nhịn được cảm thán. Con thật giỏi. Nghe thấy mình được khích lệ. Tiểu cốc ngẩng đầu mấp máy môi cười. Cái gì con cũng đều biết làm, nàng nói nhưng khi ở Bạch Vũ Lâu, con luôn giả vờ làm gì cũng không tốt khiến cho sư tỷ tức giận đánh con. Ngu sở nhìn nàng, vì sao phải giả vờ cái gì cũng không làm được, tiểu cốc vừa sâu kim vừa đắc ý nói. Vì con chán ghét các nàng nên mới không muốn nghe theo. Ngu sở vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nếu nói đứa nhỏ này thông minh đi, vậy mà vẫn cố tình dở tính trẻ con ra. Nhưng nếu nói nàng ngốc thì với một cô bé 10 tuổi có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy. Dũng khí cùng may mắn đều không thể thiếu. Hai người Hàn Huyên qua lại khiến Tiểu Cốc thoải mái một chút. Không còn cảm giác dè dặt giống như con mèo nhỏ mới mang về nhà. Vừa sợ hãi lại thật cẩn thận muốn lấy lòng. Thật ra không phải cái gì con cũng biết làm. Từ nhỏ con luôn thích những đồ vật thon dài như này để có thể giấu đi. Tiểu Cốc vừa khâu áo vừa nói, Lúc trước con giấu lưỡi dao trên búi tóc. Kết quả lúc sư tỷ đánh đầu con thì bị rách tay, nàng ta bị dọa sợ chết. Hắc hắc, vậy là nàng ta không cẩn thận rồi, ngu Sở nói. Nghe thấy nàng nói vậy, Tiểu Cốc ngẩng đầu cười với nàng. Lúng đồng tiền trên má như có như không, khóe mắt còn cong cong lên rất đáng yêu. Ngu Sở thấy đau đầu. Có vẻ như sau khi thu lục môn khanh xong, sau này thu đồ đệ càng ngày càng có tính khiêu chiến thẩm hoài an là thiên tài hơi kiêu ngạo và luôn lấy thực lực vi tôn nhưng trước mắt vẫn là đứa trẻ theo chính phái biết nghe lời còn tiểu cốc tuy ngoan ngoan cũng rất đáng yêu nhưng về tổng thể ngu sở cảm thấy con bé không chỉ là quỷ nghịch ngợm mà tính cách hơi có chiều hướng tối tăm suy xét đến hoàn cảnh trưởng thành của con bé tính cách như vậy cũng có thể thông cảm cô bé con ngoan ngoãn rất khó sinh tồn được trong quá trình trưởng thành đầy gian nan nhưng may mắn là cô bé này còn nhỏ tuổi tuy thực sự thông minh nhưng vẫn còn tính trẻ con thích đối nghịch với người mình ghét có thể từ từ uốn nắn cho tốt bằng không nếu để con bé lớn lên ở bạch vũ lâu luôn ức hiếp con bé hoặc nam tu nào đó thì tương lai không thể đoán trước được hai người đều ngồi trên giường vừa nói chuyện phiếm vừa khâu áo Tiểu Cốc còn nói cho ngu sở biết khi mình bị thân thích bán đi lúc nhỏ còn chưa được đọc sách bao giờ. Khiến cô bé quên mất tên của mình. Chỉ nhớ rõ mình họ Cốc. Nhưng sau này con tự đặt tên cho mình. Gọi là Cốc Thu Vũ vì cơn mưa mùa thu, thật đẹp. Sẽ làm ướt lá phong, Tiểu Cốc chuyện trò vui vẻ. Cô bé đung đưa chân nói. Dù con tự đặt tên cho mình nhưng các sư tỷ vẫn gọi con là Tiểu Cốc. Con thích người khách gọi con như thế nào? Ngu sở hỏi. Tiểu cốc nghĩ nghĩ. Đối với tên gọi con không đặc biệt yêu thích. Chỉ cần là người con thích gọi con thì gọi thế nào cũng được. Khi cô bé nói chuyện lực chú ý cũng rời theo. Cây kim xuyên qua mảnh vải đột nhiên c 4 mét vào ngón tay mà không kịp đề phòng. Tiểu cốc theo bản năng rụt tay lại. Đầu ngón tay trắng nõn nhỏ xinh của cô bé dì ra giọt máu to như hạt đậu nhỏ. Tiểu cốc nhét ngón tay vào miệng hút vết máu. Không đợi ngu sở nói gì cô bé đã nghiêng người vô cùng đáng thương nói. Tiên trường thổi thổi. Thổi thổi sẽ không đau. Ngu sở bất đắc dĩ. Nàng nhẹ nhàng thổi đầu ngón tay của tiểu cốc. Sau đó giơ tay phất một cái. Linh khí đã chữa khỏi vết thương trên ngón tay của cô bé. Tiểu cốc hơi kinh ngạc thu tay lại rồi nhìn tới nhìn lui cảm xúc mê ngô đối với tiên pháp của cô bé thật khó có thể tưởng tượng rằng cô bé từng sống ở một môn phái ba năm tiểu cốc tiếp tục khâu áo ngu sở ở bên cạnh nhìn hai người hàn huyên thêm lúc nữa lúc chuyện cần nói đều nói xong trong phòng trở nên yên lặng sau khi yên lặng cô nhóc hay nói vừa rồi giống như thoát khỏi người tiểu cốc cô bé lại khôi phục thái độ yên tĩnh và ngoan ngoãn như lần đầu mới gặp Cô bé mấp máy miệng, mắt rũ xuống nhìn đồ trong tay, vài lần muốn mở miệng rồi cuối cùng đè lại. Tiên trường, một lát sau tiểu cốc mới nhẹ nhàng gọi. Sao thế, con nghe lục tiên trường nói ngài sở hữu nội đan trong suốt giống như con phải không ạ? À? Cốc thu vũ hỏi, cho nên, cho nên con không phải phế nhân đúng không? Đương nhiên con không phải là phế nhân, ngu sở giải thích. Tuy nội đan trong suốt không có thuộc tính linh căn nên rất khó tu luyện. Nhưng sau khi tu thành công sẽ cường đại hơn so với người tu tiên bình thường. Tiểu Cốc nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau cô bé hỏi nhỏ: "Ngài, ngài nguyện ý thu con làm đồ đệ không ạ?" "Con, con rất ngoan, việc gì đều có thể làm được, cũng không ăn nhiều lắm. Sẽ nghe lời ngài nói không cho ngài phiền lòng." Như thể sợ ngu sở từ chối. Cô bé nhanh chóng bổ sung. Dù ngài không nghĩ thu con thì để con lưu lại con cũng nguyện ý. Con thật sự chăm chỉ mà. Ngu sở nghĩ nghĩ. Nàng hỏi. Khi ở Bạch Vũ lâu con từng bái sư chưa? Môn phái đứng đắn một chút đều chuyên môn cử hành nghi thức bái sư. Đem tên của đồ đệ ghi vào danh sách. Có môn phái lớn sợ dậy được một nửa đệ tử liền chạy trốn thường sẽ ký kết khế ước chính thức thụ sư lấy việc này để giữ gìn quyền lợi của môn phái. Tiểu cốc vội vàng lắc đầu. Chưa từng à, chỉ có bé gái có tư chất tốt mới có thể bái sư. Con chỉ là đứa bị nuôi ba năm mà thôi. Trừ cái này ra con cũng không liên quan gì tới Bạch Vũ lâu cả. Thấy con bé thấp thỏm khẩn trương. Lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình. Ngu sở vươn tay sờ khuôn mặt của con bé. Nếu Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cứu con, Ta là sư phụ thì tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, ngu sở nói. Nếu con có thể tới được đây đó cũng là duyên phận. Đã như thế thì không cần phải đi đâu hết. Sau khi tiểu cốc nghe được những lời ngu sở vừa nói, trong nháy mắt đó, dường như thân hình nhỏ xinh của cô bé như được giã xuống một bọc tay nải lớn. Lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Cô bé dịch lại gần ngu sở, cẩn thận hỏi, "Con con cũng có thể gọi ngài là sư tôn sao con vẫn chưa bái sư nhưng mà ngu sở bất đắc dĩ nói con muốn gọi thì gọi đi lúc này cô bé mới mở miệng cười ngu sở nhìn cô bé không tự chủ được mà dỗi tay chải tóc của nàng giúp nàng buộc tóc lên rồi nói ta chỉ có một yêu cầu sư tôn người nói đi à tiểu cốc lập tức nói hãy làm chính con ở nơi này con không cần phải lấy lòng ai hết nếu không muốn cười thì đừng cười không muốn nói chuyện thì không cần nói chuyện chỉ cần sống với cảm xúc chân thực nhất của con là được ngu sở buông tóc cô bé ra ôn hòa nói có thể làm được không cô bé mở to mắt ngẩn ngơ nhìn ngu sở qua vài giây sau mới hít hít mũi thấp giọng nói con con sẽ nỗ lực ngu sở vươn tay muốn sở tóc nàng Kết quả tay đang vươn tới thì dừng lại. Ta giúp con buộc tóc. Bên trong chắc hẳn không có lưỡi dao chứ?" Nàng nói, Tiểu Cốc sừng sốt. Ngay sau đó cô bé và ngu sở cùng nhau cười. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của mình ngượng ngùng nói: "Về sao khẳng định con sẽ không để dao lên đâu ạ, à? ở bên kia." Hai huynh đệ xuống núi mua sắm vẫn đang trên đường trở lại môn phái trên đường trở về họ còn thảo luận về việc làm thế nào để sư phụ cho phép tiểu cốc ở lại không nghĩ tới họ xuống núi ngắn ngủi hai canh giờ mà kết quả sự việc đã khác đi buổi tối khi bốn người ngồi bên nhau ăn cơm ngu sở có cảm giác hai đồ đệ nhà minh lén lút nhìn nàng nàng buông đũa ba đứa nhóc ngồi bên cạnh cũng buông đũa cùng nhau loại cảm giác này vẫn khiến nàng cảm thấy kỳ diệu chẳng sợ đã qua 4, 5 năm đối với việc thu đồ đệ của mình. Ngu sở vẫn không có cảm giác chân thật. Một kẻ không có quá khứ. Không có bạn bè thân thích. Một kẻ đạp qua máu tươi khi làm nhiệm vụ luân hồi sống sót bỏ ra vốn dĩ nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Hiện giờ lại ngồi cùng bọn nhỏ tràn đầy nhựa sống. Được chúng tin cậy. Cảm giác này kỳ diệu quá nếu trước đây tuyệt đối nàng không tin được người như mình cũng sẽ được người khác cho đi tình cảm mà không hề giữ lại cảm giác được ba đứa nhìn mình ngu sở tỉnh táo lại nàng mở miệng nói về sau có sư muội các con cần quan tâm con bé nhiều hơn lục ngôn khanh và thẩm hoài an liếc nhìn nhau trong lòng cực kỳ vui vẻ thơ tốt quá tính cách của thẩm hoài an hướng ngoại mỗi lần cao hứng đều thể hiện ra bên ngoài làm sư huynh cần phải có bộ dáng của sư huynh ngu sở tiếp tục nói khi nào lười biếng không chịu đà tọa thì cùng nhau ra bờ suối câu cá một buổi trưa ta hy vọng trong lòng các con tự biết lấy làm tấm gương tốt cho sư muội tổng cộng có hai sư huynh những lời này thiếu điều trực tiếp chỉ thẩm hoài an mà thôi lập tức thẩm hoài an héo rũ khóe miệng lục môn khanh nhếch lên vụng trộm cười Ánh mắt tò mò của tiểu cốc nhìn tới nhìn lui làm thầm hoài an không xuống đài được đành dùng đầu gối đang đặt dưới bàn huyết đầu gối của lục ngôn khanh. Lúc này lục ngôn khanh mới điều chỉnh sắc mặt mở miệng nói. Sư tôn, tiểu cốc sẽ sinh hoạt ở đâu ạ? À? Một mình muội ấy ở viện dành cho nữ đệ tử con lại lo muội ấy sẽ sợ hãi. Nhưng ở cùng chúng con lại cần tránh hiểu lầm. Không quá thích hợp cho lắm. Ngu sở liếc nhìn cốc thu vũ. Tiểu cốc con sợ tối không? Tiểu Cốc chớp mắt, vẻ mặt vô tội đáng thương gật đầu. Vậy trước hết con ở sau núi cùng ta đi, ngu sở nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Chờ đến khi con lớn hơn thì tự ở riêng. Cảm ơn sư tôn, tiểu Cốc trẻ con nói. Cô nhóc cực kỳ vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, rốt cuộc tiểu Cốc cũng thả lỏng hơn. Cô bé chủ động nắm tay ngu sở. Ngu sở không tránh mà kéo cô bé đi sau núi cùng mình vốn dĩ lục ngôn khanh và thẩm hoài an đều cảm thấy khung cảnh này thật tốt đẹp cô bé con đáng thương cuối cùng cũng có trốn dừng chân hai người yêu thương nhìn khung cảnh này nhìn mãi thẩm hoài an nghĩ thấy có gì đó không đúng lắm sao đệ cảm thấy sư tôn đối với bé gái dịu dàng hơn nhiều so với chúng ta nhỉ thẩm hoài an lẩm bẩm nếu đệ là con gái nhất định người sẽ thích đệ nhất lục ngôn khanh uyển chuyển nói nhìn trời không còn sớm. Mau chóng trở về ngủ thôi. Sau khi có sư muội là cuộc sống thường ngày náo nhiệt hơn hẳn. Trong lúc diễn ra tiên môn đại tái, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vẫn thường xuyên đi xem các môn phái khác so đấu với nhau. Còn tiểu cốc dính ngu sở vô cùng. Mỗi ngày đi theo nàng một tấc cũng không rời. Giống như chú chi non tìm được mẹ vậy. Tuy có rất nhiều trẻ con có tư chất bắt đầu được học tập tu luyện từ nhỏ nhưng thân thể của tiểu cốc rất yếu ớt. Có cảm giác con bé ở Bạch Vũ lâu cũng không sống được một ngày tốt lành nên ngu sở không vội vã để cô bé tu luyện mà chủ yếu để cô bé ăn nhiều thức ăn. Chậm rãi bổ sung thân thể là chủ yếu. Cảm giác không an toàn của tiểu cốc còn mạnh mẽ hơn so với hai sư huynh của cô nhóc. Chẳng sợ ngu sở đã tổ chức nghi thức bái sư cũng đối xử rất tốt với cô bé nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn như chưa mở lòng được vậy. Cô bé như chú mèo nhỏ an tĩnh ở bên cạnh ngu sở. Cũng không dính người quá. Thậm chí cũng không phát ra tiếng vang quầy dày ngu sở nhưng nhất định phải ở cùng phòng với nàng thì mới có thể an tâm. Dù tiểu cốc rất thông minh, tính cách hơi tăm tối nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi bị người thân bán đi bị lái buôn nô lệ và nữ tu ở bạch vũ lâu đánh đập mắng chửi tìm được đường sống trong chỗ chết không phải đơn giản như những lời bộc bạch ngu sở thấu hiểu sự yếu ớt và cảm giác thiếu an toàn của cô bé nên rất kiên nhẫn bản thân ngu sở không có ký ức về quá khứ nàng đốt tốt với bọn trẻ giống như xuất phát từ bản năng vậy thêm cả việc bắt chước ngu mẫu nhẹ nhàng quan tâm ngu sở sở khi còn nhỏ buổi tối đến giờ đi ngủ tiểu cốc cũng ngủ chung với nàng. Ngu sở phát hiện đứa nhỏ này hay dễ bị bừng tỉnh. Ngẫu nhiên nói mơ cũng là bị người khác đuổi đánh. Chưa nói đến lúc 6-7 tuổi con bé ở trong tay lái buôn nô lệ. Dù khi ở Bạch Vũ Lâu cũng bị nữ tu lớn tuổi hơn đánh chửi. Thế nên cô bé con mới chỉ 10 tuổi cũng đủ để hình thành bóng ma tâm lý. Nghĩ lại việc tiểu cốc vì trả thù các sư tỷ mà con bé không phản kháng nổi nên găm lưỡi dao lên tóc thì có thể nghĩ tới trước đó on bé bị đánh chửi nhiều ra sao mới dùng biện pháp này. Sau khi trả thù xong làm tay của sư tỷ bị rách liệu có thể dễ dàng buông tha con bé sao? Cốc Thu Vũ rất ít nói chi tiết về quá khứ của mình. Mỗi khi nói đến có người đánh cô bé thì cô nhóc này cũng chỉ cười hì hì. Giống như điều đó rất thú vị. Buổi tối gặp ác mộng bừng tỉnh, trước nay cô bé đều không kể bản thân mình mơ thấy gì mà chỉ để chán dựa gần bả vai của ngu sở tiểu cốc rất ít nói nhưng người lớn rất dễ dàng đoán được nàng đã trải qua những gì nàng ngoan như vậy ngu sở càng tự ngẫm càng đau lòng ngu sở chấp hành rất nhiều nhiệm vụ xuyên qua rất nhiều thế giới khác nhau trong tiểu thuyết để cho ký ức của nàng khắc sâu vĩnh viễn không phải là vai chính chủ tuyến của cốt truyện mà là những người thường vì thế giới đó mà sống giống như tiểu cốc vậy trong nguyên tắc tồn tại cũng không tên không họ khả năng chỉ khái quát trong chuyện bằng một câu bạch vũ lâu âm thầm kinh doanh buôn bán bé gái nhưng khi tiểu thuyết biến thành thế giới thực những người chưa từng xuất hiện trong sách đều có sinh mệnh chỉ bằng một câu tự thuật khái quát đơn giản cũng khiến cho cuộc đời của một số người trở nên khốn khổ nếu trước giờ ngu sở vẫn chỉ có một người đại khái nàng sẽ tìm nơi xa rời nhân gian để bế quan mấy trăm năm chờ nữ chủ phi thăng thần giới nhân gian trở lại quỹ đạo vốn có thì sẽ tiếp tục sinh hoạt nhưng giờ đây nàng có đồ đệ tận mắt nhìn thấy nửa đêm tiểu cốc bị bóng đè quấn thân cục tức này không thể chịu được thậm chí lần đầu tiên ngu sở đối với quyết sách của mình sinh ra hoài nghi chẳng sợ nàng chỉ muốn lo thân mình không tham dự tranh đấu trong chủ tuyến là có thể bảo hộ bản thân và đồ đệ sao? Ngu sở ôm cô bé đang ngủ say với ánh mắt tối tăm. Lúc này, tiểu cốc chờ mình. Nàng mở to mắt đang buồn ngủ hỏi. Sư tôn, người còn chưa ngủ nha, ngu sở cúi đầu. Nàng duỗi tay vén vài sợi tóc mái của cô bé. Ừ, con ngủ đi. Tiểu cốc lại nhắm mắt nhưng mười mấy giây sau cô bé không ngủ được lại mở to mắt nhìn ngu sở. Sư tôn. Người đang nghĩ gì vậy? Ngu sở cúi xuống nhìn cô bé dịu dàng nói. Người tu tiên thường không cần ngủ nhiều. Ta mới đả tọa được một lúc. Không nghĩ gì cả. Lúc này tiểu cốc mới an tâm gật đầu. Cô bé con chọn tư thế thoải mái. Tay nhỏ ôm chặt ngu sở ngủ tiếp. Nhìn cô bé chìm vào giấc ngủ say. Khuôn mặt ôn hòa của ngu sở mới chợt trầm xuống. Hệ thống. Con ở không? nàng nói chuyện ở trong thế giới tinh thần. Trong đầu ngu sở vẫn yên tĩnh. Ngu sở liền lộ ra nụ cười hiền lành. Lại giả chết hà. Thật sự cho rằng ta tin tưởng ngươi đã đi rồi sao, hệ thống vẫn không nói lời nào. Cho ta khế ước với Linh Sơn. Còn có sẵn cả môn phái. Không phải ngươi muốn ta thu đồ đệ từ lâu sao? Ngu sở trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn ta cùng người khác dây dưa với nhau không thể đi đâu vậy thì ngươi đã thành công vẫn không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Phảng phất như chỉ có nàng suy nghĩ nhiều tự lẩm bẩm mà thôi. Được lắm, hệ thống chó chết, thích giả chết đúng không? Ngu sở cười lạnh. Có vẻ là ta hiểu lầm rồi. Không phải ngươi có ý muốn ta quản thế giới này đúng không? Đã vậy thì tư liệu bạch vũ lâu ta từ bỏ. Ngày mai liền mang theo đồ đệ tìm một góc nào đó để ở. Tương lai một trăm năm tuyệt đối không tham dự tranh chấp nơi phàm thế. Nàng nói một câu uy hiếp này xong vẫn không có tiếng trả lời. Suýt chút nữa ngu sở muốn hoài nghi bản thân hiểu sai. Hoặc là hệ thống chó chết này còn có cốt khí. Kết quả, trong đầu nàng vang lên thanh âm. Đinh hệ thống đổi mới đã online. Nàng lại mở ra không gian thì thấy phía trên góc trái có một cái tiêu đề là đổi tự phù. Ấn vào đó bên trong kệ để hàng chỉ có một quyển sách. Bên dưới viết, tư liệu của Bạch Vũ Lâu. Hơn nữa giá cả ghi trên đó là không, bên cạnh còn có ghi chú riêng, nhận có giới hạn. Quả nhiên đồng dạng phong vị. Đồng dạng cầu. Ngu sở lấy bí tịch để trong không gian lật ra xem. Quả nhiên bên trong viết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu Bạch Vũ Lâu. Thậm chí còn có chứng cứ mua bán các bé gái không cha không mẹ rồi lại đem người bán đi thự ra dựa theo trình tự thông thường mà nói, ngu sở muốn cai quản Bạch Vũ lâu thì tốt nhất đưa tư liệu chứng cứ trình lên đại môn phái quản lý khu vực có Bạch Vũ lâu trong đó là được. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của nàng, dù trong tu tiên giới có các đại môn phái có nghĩa vụ cùng nhau phân chia quản lý khu vực của mình nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không có mấy đại môn phái nguyện ý giúp đỡ chính nghĩa mà phát sinh xung đột với các môn phái vừa và nhỏ khác nhiều nhất cũng chỉ tới cửa cảnh cáo một chút sau đó mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Ngu sở nhìn tư liệu. Bên trong viết trưởng môn Bạch Vũ Lâu Lý Song An mới đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Này, này cũng quá nát đi. Được rồi. Kẻ mới bị phế tu vi liền thu đồ đệ như nàng có vẻ như không có tư cách chê bai. Nhưng nội đan trong suốt vốn khiến tu vi tăng trưởng nhanh hơn so với người tu tiên bình thường lại còn được linh khí ở linh sơn tẩm bổ nên khi nàng tu luyện lần thứ hai lại luyện bí tịch do chính mình sáng lập mà không bị tu tiên chính thống trói buộc hiện tại tu vi của nàng mạnh hơn nhiều ngu sở suy nghĩ kỹ càng sáng ngày hôm sau nàng gọi lục ngôn khanh tới hai người ngồi ở thư phòng nói chuyện rất lâu thẩm hoài an và cốc thu vũ bị coi là trẻ con nên vô tình bị khước từ khỏi cửa hai người ngồi xổm ven đường cốc thu vũ ngần người. Thẩm Hoài An thì khó chịu. Mấy tháng nay cậu ta suýt quên Lục Ngôn Khanh là sư huynh của mình. Mỗi ngày cốc thu vũ gọi cậu ta là sư ca khiến Thẩm Hoài An thoải mái không thôi. Hiện giờ sư tôn muốn bàn đại sự chỉ đi tìm Lục Ngôn Khanh. Đến giờ phút này Thẩm Hoài An mới nhớ tới thân phận sư đệ của mình nên quay ra khó chịu. Cậu ta sắp được 15 tuổi rồi đến cả phụ thân muốn thảo luận đại sự ở sơn trang đều sẽ đi tìm mình thế mà cố tình vì sao sư phụ không cho mình bàn cùng chứ thẩm hoài an miên man suy nghĩ cậu ta vừa quay đầu thì nhìn thấy nhóc con ngồi xổm cạnh mình đang phát ngốc tiểu cốc huynh hỏi muội một việc thẩm hoài an nói cốc thu vũ nhìn về phía cậu ta chớp đôi mắt to chuyện gì vậy à huynh với lục ngôn khanh muội thích ai hơn Tiểu Cốc nghĩ nghĩ rồi nói: "Muội thích Lục sư ca." "Tại sao?" Thẩm Hoài An trừng mắt. "Bởi vì huynh ấy là đại sư huynh mà." Tiểu Cốc ôm đầu gối trả lời. "Đại sư huynh cho muội cảm giác an toàn." "Huynh thì sao? Sao huynh không thể cho người khác có cảm giác an toàn được?" Thẩm Hoài An cực kỳ bất mãn biện luận. "Tướng mạo của huynh kém hơn huynh ấy hay thực lực không bằng huynh ấy. Hơn nữa giữa hai chúng ta, huynh rõ ràng quan tâm muội hơn mà tiểu cốc muốn nói lại thôi huynh không được trưởng thành cho lắm tiểu cốc an ủi nhưng có thể do huynh chưa vỡ giọng thì sao thẩm hoài an nghĩ nghĩ hình như có lý lục ngôn khanh đã vỡ giọng mới nhìn không khác gì người trưởng thành mà giọng của mình vẫn còn trẻ con quá nghĩ như vậy khiến thẩm hoài an được an ủi phần nào nhưng trong lòng cậu ta vẫn thấy khó chịu đột nhiên cậu ta nghĩ tới một cái ý tưởng hay ho muội biết chơi trò đùa dai không thẩm hoài an nhỏ giọng hỏi trò đùa dai vẻ mặt tiểu cốc nghi hoặc tức khắc thẩm hoài an nở nụ cười cậu ta dỗi tay giữ chặt cánh tay của tiểu cốc kéo cô bé chạy về phía biệt viện của bọn họ thẩm hoài an huynh muốn làm gì vậy tiểu cốc hỏi hai người vào trong sân Thẩm Hoài An buông tay cốc thu vũ ra rồi vẫy vẫy tay. Sau đó ngồi xổm xuống ở khu đất trống bên ngoài viện. Tiểu Cốc nhìn thấy có một hàng rào đơn giản dùng gỗ quay xung quanh đất trống thành một vòng tròn nhỏ. Bên trong là bảy tám con thỏ vừa trắng vừa mập. Con thỏ bảo bối của Lục Ngôn Khanh đấy, Thẩm Hoài An quay đầu sang cô nhóc. Cậu ta cười hắc hắc rồi nói nhỏ: "Chúng ta cùng thả con thỏ chạy đi." "Sao nào?" vì sao huynh muốn thả con thỏ của sư ca đi mất thế? Tiểu cốc kỳ quái hỏi. Bởi vì chúng ta chơi trò đùa dai, thẩm hoài an nói. Cậu ta mở cửa gỗ nhỏ. Huyết sáo xua đuổi lũ thỏ con nhưng đám thỏ này mỗi ngày được người cho ăn uống đã quen. Chúng nó vừa không sợ người vừa không muốn chảy. Tất cả đều lười nhác ở tại chỗ. Chỉ có con thỏ đầu đàn thì nhìn theo cái tay đang phe phẩy của thẩm hoài an. Nghĩ rằng cậu ta tới cho ăn. Thẩm Hoài An sắp tức chết rồi. Cậu ta đạp đạp cửa gỗ làm cho đám thỏ hoảng sợ. Trong đó có một con thỏ vình vình mũi. Như ngửi được cái gì đó. Đôi chân ngắn chạy thoăn thoắt vượt mục luôn. Có con dẫn đầu. Các con thỏ khác cũng sôi nổi rủ nhau vượt mục. Trong hàng rào nhanh chóng không một bóng thỏ. Thẩm Hoài An đắc ý không thôi. Xong xuôi mới đưa tiểu cốc trở về. Cô nhóc nháy đôi mắt nhìn bóng lưng cậu ta, không nhịn được gọi, thẩm hoài an, gọi sư ca, thẩm hoài an, thả con thỏ đi là chơi trò đùa dai sao? Tiểu cốc nói, khi nào muốn ăn thịt thỏ chúng ta nên làm sao bây giờ, đây chẳng phải là rượu kế hay sao? Thẩm hoài an hứng thú bừng bừng nói, con thỏ chạy mất, huynh ấy phải lùng khắp núi đi bắt thỏ. Ngẫm lại cảnh tượng đó buồn cười quá. Hai người trở về bên ngoài chủ điện. Chọn cái bậc thang tiếp tục mồi chờ ngu sở và lục môn khanh. Thẩm hoài ăn hát, hư hư. Còn tiểu cốc như suy nghĩ cái gì? Đám thỏ đó quen ăn rau dưa mà sư tôn trồng sau núi đầy đủ linh khí rồi. Chúng chạy ra ngoài sẽ không đói chết sao? Nàng nói, muội cảm thấy thức ăn sư tôn trồng ăn ngon hơn đồ bên ngoài rất nhiều. Đám thỏ đó nhất định sẽ càng thích hơn. Thẩm hoài ăn cô thèm để ý nói. Cũng không nhất định nhỡ đâu bỗng nhiên vẻ mặt cậu ta cứng lại từ từ đã nhỡ đâu đám thỏ con chạy ra sau núi gặm thức ăn của sư tôn thì phải làm sao bây giờ thẩm hoài an đứng dậy hướng sau núi chạy tiểu cốc không biết có chuyện gì xảy ra cũng chạy theo sau cậu ta hai người người trước kẻ sau chạy ra sau núi thẩm hoài an thở hồng hộc nhìn khu đất phì nhiêu trước mặt đám thỏ con vui sướng gặm lấy gặm để đống rau như đang ở trên thiên đường vậy thẩm hoài an trượt chân thiếu chút nữa quỳ xuống luôn khi ngu sở cùng lục môn khanh ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy ở bên ngoài hai đứa nhóc đang ngồi xổm ở cầu thang với sắc mặt khác nhau mặt của thẩm hoài an tối sầm còn cốc thu vũ thì ngoan ngoãn vô tội ta có một số việc muốn nói với các con ngu sở nói có khả năng ta sẽ rời đi khoảng nửa tháng nhanh thì bảy ngày là có thể trở về lời nàng vừa nói ra thành công rời lực chú ý của thẩm hoài an và tiểu cốc sư tôn người phải rời đi sao thẩm hoài an vội vàng nói chúng ta cùng đi đi con cũng phải đi tiểu cốc nói ngu sở lắc đầu lần này ta đi một mình để làm vài việc riêng lúc ta không ở hai con cần nghe lời đại sư huynh nhớ đừng chọc phiền toái tiểu cốc hơi hốt hoảng Cô bé rỗi tay nắm lấy ống tay áo của ngu sở vô cùng đáng thương nói. Sư tôn, sư tôn, dẫn con đi đi. Ngu sở ngồi xổm xuống. Nàng rỗi tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cốc thu vũ. Tiểu cốc ngoan, ta sẽ trở về nhanh thôi. Cô bé biết nàng đã quyết định thì nói gì đều vô ích. Chỉ có thể mím môi buông tay đầy đáng thương cùng mất mát. Sư tôn, người đi vội vàng quá lại không cho chúng con biết người đi đâu. Nhỡ đâu gặp chuyện gì bị người khi dễ thì chúng con không biết làm sao liên lạc với người được. Thẩm Hoài An không vui nói. Con không yên tâm. Ngu sở chuyển tay sang nhéo mặt của Thẩm Hoài An như tức giận vậy. Con yên tâm đi. Không ai có thể đủ sức khi dễ sư phụ con là ta đâu. Ngu sở nói. Hôm nay ta bắt đầu đi. Như thế có thể trở về sớm hơn. Hai đứa nhỏ lưu luyến không muốn rời ngu sở cất bước muốn hướng sau núi đi thẩm hoài an thông minh đột xuất chạy nhanh chặn đường sư tôn muốn làm gì à ta trở về lấy đồ thẩm hoài an lập tức nói người còn phải đi xa việc nhỏ thế này sao có thể làm phiền người chứ con đi lấy giúp người cho sau đó cậu ta chạy ra sau núi chạy được vài bước thì nhớ tới cái đuôi nhỏ là tiểu cốc sợ cô bé ở lại mật báo liền quay lại túm lấy tiểu cốc chạy Ngu sở sờ cằm. Sao hôm nay Thẩm Hoài An có vẻ kỳ lạ đáng ngờ vậy? Nàng quay đầu thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh xuất thần đứng phía sau. Chân mày hơi trao lại. Ngu sở mở miệng hỏi. Còn lại suy nghĩ cái gì? Lúc này Lục Ngôn Khanh mới phục hồi tinh thần. Theo thói quen muốn cong môi cười nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Sư Tôn. Người đi một mình thật sự không có vấn đề chứ. Hắn lo lắng sốt ruột nói. Bạch Vũ lâu nhiều người như vậy. Người thật sự muốn tự mình đi sao? Ngu sở biết Lục Ngôn Khanh lo lắng cho mình. Con yên tâm đi. Trong lòng ta biết chừng mực, Ngu sở nói. Thấy Lục Ngôn Khanh vẫn mặt ủ mày trau thì không nhịn được cười nói. Vậy con nỗ lực nhiều hơn. Về sau ra cửa trả thù con có thể đi cùng ta. Vốn dĩ nàng. Chỉ nói vui vài câu để Lục Ngôn Khanh đừng nghiêm túc như tiểu đại nhân kết quả lục môn khanh nâng mắt gật đầu cực kỳ trang trọng con sẽ càng nỗ lực hơn nữa ngu sở bất đắc dĩ nói ta nói đùa thôi con đừng sốt ruột tu luyện cần tuần tự tiệm tiến rõ chưa trong ba đồ đệ nàng nói với lục môn khanh nhiều nhất chính là đừng khắc khổ như vậy con phải chú ý tới thân thể nữa nói với thẩm hoài an nhiều nhất chính là hôm nay con có lười biếng tu luyện không nói với tiểu cốc nhiều nhất là ăn nhiều một chút ngoài mặt lục ngôn khanh đồng ý nhưng với vẻ mặt đó ngu sở cũng biết đại khái lục ngôn khanh sẽ lại nóng nảy tăng thêm thời gian tu luyện cho mình đại đồ để của nàng cái gì cũng tốt chỉ là hay thích lo lắng còn có lòng tiến tới quá mạnh hai người nói chuyện phiếm vài câu còn bên kia thẩm hoài an và tiểu cốc chạy về đem tay nải đưa cho ngu sở ta đi trước đây ngu sở dặn dò trong khoảng thời gian này hai con đừng rời khỏi môn phái nhất định phải nghe lời lục môn khanh rõ chưa đã rõ ạ à? tiểu cốc ngoan ngoãn thưa ngu sở nhìn thẩm hoài an lộ ra nụ cười thẩm hoài an câu trả lời của con đâu nói đến cũng quái trước đây chưa bái sư thẩm hoài an còn cảm thấy nụ cười của sư phụ vừa đẹp vừa ôn nhu làm nhân tâm hướng tới hiện giờ thấy sư phụ nhìn mình cười như vậy thẩm hoài an cảm giác như mình là con thú nhỏ bị rắn độc theo dõi. Không tự chủ được lạnh cả sống lưng. Con, con đã biết, thẩm hoài an căng ra đầu nói. Tất cả đều nghe lục môn khanh. Lúc này ngu sở mới rỗi tay sở đầu thẩm hoài an. Nàng bước được vài bước rồi dùng tư thái nhẹ nhàng biển chuyển bay lên. Dùng khinh công rời khỏi đỉnh núi. Thân ảnh dần khuất vào sương mù rồi biến mất nhìn nàng rời đi. Lúc này Thẩm Hoài An mới nhẹ nhàng thở ra. May quá, may quá. Sư phụ đi nửa tháng. Đất trông rau ở hậu viện còn có biện pháp cứu chữa. Đúng chứ, Thẩm Hoài An tự hỏi một lúc rồi tuyệt vọng phát hiện mu sở trồng loại rau dưa trái cây linh thảo đó bắt đầu từ khi còn là hạt giống. Mỗi ngày đều được đất đai màu mỡ nhất tầm bổ. Bao nhiêu người tu chân đau khổ truy tìm địa phương có linh khí sung túc để tu luyện mà ở nơi này linh khí nhiều giống như không cần tiền vậy. Tha hồ tiêu pha. Đây là gặt hái bình thường có thể so sánh được sao, việc đã đến bước này. Thẩm Hoài An chỉ có một con đường có thể đi. Chuyện này chỉ được đăng trên web. Editor là Thiên Châu Vũ Nhiên. Chuyện đăng ở bất kỳ đâu cũng đều là ăn cắp. Mọi người muốn cùng CMT chia sẻ về nhân vật và cốt truyện với editor thì hãy vào đúng web nhé. Thân Lục môn khanh nhìn ngu sở rời đi. Xoay người muốn đi xuống bậc thang liền cảm giác có người nhào tới. Sư, ca, thẩm hoài an ôm lấy cánh tay hắn. Lấy lòng hết mình nịnh nọt hỏi. Sư ca, huynh muốn đi đâu đấy? Lục ngôn khanh cúi đầu nhìn thẩm hoài an chăm chú. Hắn hơi nhớn mày. Đệ chọc họa gì vậy, sư huynh? Huynh nghe huynh nói gì này? sư huynh đệ chúng ta thân như một nhà như thế nào có thể dùng từ khách khí là gây họa chứ? Thẩm Hoài An chớp mắt đầy chân thành nói. Hầu kết của lục ngôn khanh hơi động đậy Hắn do dự nói. Đệ, rốt cuộc đệ gây họa lớn bao nhiêu, sư ca. Chúng ta vừa đi vừa nói, thẩm hoài an nghiêm mặt nói. Cậu ta kéo lục ngôn khanh đi về sân của bọn họ. Thẩm hoài an dồn khí vào đan điền. Ra vẻ chính trực nói. Sư ca. Huynh biết người có họa phúc sớm tối. Trời có mưa gió thất thường là có ý gì không? Đệ có thể không gọi Huynh là sư ca nữa được không? Lục ngôn khanh yếu ớt nói. Mỗi lần đệ gọi Huynh một tiếng sư ca. Tim Huynh sẽ đập liên hồi. Được rồi. Sư Huynh. Thẩm Hoài An nói. Mời sư Huynh đi bên này. Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi tới ngoại viện. Thẩm Hoài An giữ eo Lục Môn Khanh để hắn đứng vững rồi nói: "Sư huynh, huynh cảm thấy có chỗ nào không giống như bình thường không?" Lục Môn Khanh nhìn lướt qua Hoài Nghi nói: "Đệ, đệ đem con thỏ của huynh thả chạy, không thể nói như vậy được." Vốn là đệ muốn làm một số chuyện tốt, để những con thỏ đáng thương đó trở về cuộc sống ban đầu của chúng mà thôi. Thẩm Hoài An gãi gãi đầu rồi căng ra đầu kể: kết quả huynh nuôi mấy con thỏ đó làm khẩu vị của chúng kén quá. Theo mùi chạy ra sau núi. Sau đó, thẩm hoài an trột dạ nói. Sau đó gặm luôn đồ ăn của sư tôn. Lúc này hòn đá trong lòng lục ngôn khanh mới rơi xuống. Mới vừa rồi bộ dáng ngập ngừng của thẩm hoài an làm hắn tưởng liên quan đến sống chết của người nào. Không có việc gì. Nếu gặm nát đồ ăn cũng không sao nửa tháng cũng đủ huynh dùng thuật pháp thúc giục sinh trưởng ra đồ ăn mới lục môn khanh an ủi ếch kỳ thật bọn chúng không chỉ cắn nát đồ ăn thẩm hoài an nuốt nước bọt trái cây với thảo dược linh dược đều đều cắn lục môn khanh đau đầu nhưng vẫn tận tâm an ủi cũng không sao cùng lắm thì huynh dùng thuật pháp bổ sung sinh trưởng cho thảo dược lá cây sẽ phát triển nhanh thôi thẩm hoài an muốn nói lại thôi sau cùng vẫn cắn răng hỏi, mỗi cây đều cắn một ngụm, hơn nữa chỉ cắn vào giữa cũng có thể trị sao, đều cắn. Lục Ngôn Khanh không dám tin nhìn sang Thẩm Hoài An. Hai người lại đi ra khu đất trồng rau phía sau núi. Lục Ngôn Khanh nhìn thấy tình trạng thảm hại trên khu đất đó thiếu chút nữa thở không ra hơi. Đừng nhìn số lượng thỏ chỉ có 7, 8 con. Chúng như thành tinh vậy. Chỉ chuyên gặm chỗ tinh túy nhất gần như khu thảo dược toàn quân bị diệt hơn nữa bọn chúng còn rất để ý lá cây thì khinh thường ăn chỉ lựa phần gốc hội tụ sung túc linh khí nhất ngon nhất để ăn đều gặm xong hết rồi dù có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi a à, lục ngôn khanh đau đầu muốn chết hoa màu thì cũng thôi đi linh thảo được hắn và sư phụ tốn công nghiêm túc chăm sóc hàng ngày mà lớn lên ngay cả đất đai nơi đây cũng tốn biết bao công sức hắn quay đầu lại muốn nói hai câu với thẩm hoài an nhưng nhìn thấy biểu tình héo rũ của cậu thiếu niên hấp tấp đang ngồi xổm cạnh mình bộ dáng vô cùng đáng thương thì lục ngôn khanh không mở lời được sư huynh làm sao bây giờ thẩm hoài an mím môi thấp giọng nói khuôn mặt của lục ngôn khanh đầy vẻ bất đắc dĩ cứ việc hắn biết mỗi khi sợ hãi thẩm hoài an mới chịu gọi mình là sư ca nhưng rốt cuộc cũng là lần đầu tiên làm huynh trưởng. Thẩm hoài an gọi như vậy làm tâm lục môn khanh mềm nhũn. Không có việc gì. Chúng ta hết lòng cứu chữa là được. Lục ngôn khanh rỗi tay đặt lên vai thẩm hoài an. Nếu không cứu chữa được chúng ta cùng nhau gánh vác. Để sư tôn phạt được không? Thẩm hoài an cúi đầu mím chặt môi. Vài giây sau liên tục gật đầu việc ngu sở rời đi là việc đột phát. Ngoại trừ lục ngôn khanh. Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ không hề biết nàng đi đâu làm gì. Sư phụ không ở. Trách nhiệm trên vai lục ngôn khanh cũng lớn dần lên. May mắn là Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc đều rất phối hợp. Không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ở lại chủ phong. Chẳng qua không thể đến xem trận chung kết của tiên môn đại tái làm Thẩm Hoài An thấy hơi nuối tiếc. Vào ban ngày hai huynh đệ trừ việc vùi đầu vào trồng rau còn giống như hàng ngày đối luyện cùng nhau về phần cốc thu vũ là nhẹ nhàng nhất lúc có ngu sở bên người là cô nhóc một tấc cũng không rời hiện giờ ngu sở đi rồi cô bé cũng dần dần bắt đầu khám phá các góc trong chủ phong bộ dáng ham chơi sinh động đúng lứa tuổi của cô bé cuối cùng cũng được bộc lộ lục ngôn khanh vẫn không yên lòng chọn buổi chiều hôm kết thúc trận chung kết mang theo áo choàng có mũ vào Vân Thành đi lại. Hy vọng có thể nghe được chút ít lời đồn. Mới kết thúc đại tái. Vân Thành tràn ngập chúng đệ tử tu tiên thuộc các môn phái khác nhau. Lục ngôn khanh đến quán trà tìm được một vị trí yên lặng khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống. Lặng lặng nghe người khác buôn chuyện. Có ai nghe nói đến gần đây Bạch Vũ Lâu bị chọc sự không? hình như đứa bé của một nữ tu nào đó bị người bắt đi bán cho nam tu kết quả đứa bé đã chết cho rằng nhất định là bạch vũ lâu làm nơi nơi tìm các nàng muốn báo thù đấy à huynh biết đến từ đâu vậy rất nhiều người đều biết mà nữ tu đó tìm vân yên môn chủ chỉ công đạo thì vân yên môn từ chối tham dự vào sau đó nàng ta hung ác nói muốn diệt sạch môn phái bạch vũ lâu Tên đệ tử đang nói chuyện bỗng nhỏ giọng. "Đệ xem xem trưởng môn Bạch Vũ Lâu mang theo nữ đệ tử rời nơi này đi suốt cả đêm còn không phải vì sợ có người tập kích môn phái sao?" "Này, chuyện này là thật hay đùa thế? Tiếng tâm của Bạch Vũ Lâu vẫn luôn tốt mà, sẽ không làm ra mấy chuyện như này chứ? Huynh thì cảm thấy có chuyện như vậy. Huynh nghe sư tôn nói trước nay trưởng môn Bạch Vũ Lâu đó tay chân không được sạch sẽ đâu." hai người đang trò chuyện thì có đệ tử của vân yên môn đi vào quán trà hai người đưa mắt ra hiệu im lặng vân yên môn cũng là môn phái lớn cho nên mới có thể có tư cách quản lý khu vực này nhưng thực xấu hổ là năm môn phái đứng đầu ở tiên môn đại hội đều là những môn phái tiếng tăm lừng lẫy mỗi lần tham gia vân yên môn luôn đứng thứ sáu địa vị môn phái của họ nửa vời như vậy cho nên không ít đệ tử của vân yên môn có quan hệ không tốt với các đệ tử của năm đại môn phái đứng đầu mấy đệ tử đó ngồi xuống hô hấp còn chưa ổn định thì người đứng đầu đã nói tiền môn đại tái lần này sao thế không biết ngay cả một hạt giống tốt đều không có tiểu nhị đi đến rót trà nghe được lời này liền cười nói hôm nay tôi nghe nhiều tiên trưởng cũng nói như vậy Chẳng lẽ năm nay trình độ người tham gia tiên môn đại tái không cao sao? Đúng là như thế. Người tu tiên đó nói, trước đây tiên môn đại hội đều xuất hiện tuổi trẻ anh tài làm người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng năm nay không biết chuyện gì xảy ra. Một người cũng chưa thấy đâu. Giống như môn phái nào cũng đều không thu được đồ đệ giỏi vậy. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ tu tiên giới muốn xuống dốc sao? sáu năm qua cũng nên xuất hiện người mới có thiên phú dị bẩm chứ nhỉ những người khác cũng thở dài cảm thán đây cũng là chuyện tốt người nói có vẻ là sư ca của mấy đệ tử vân yên môn điều này có lẽ là cơ hội để lót đường cho các đệ các đệ tu luyện cho tốt thừa dịp này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh lưu của thế hệ mới cứ việc không biết tình trạng hiện giờ của ngu sở ra sao nhưng nghe đến tin tức của nàng thì chí ít tâm tình của lục môn khanh cuối cũng cũng bình tĩnh trở lại rồi trở về huyền cổ sơn. Sau khi trở về liền nhìn thấy thẩm hoài an đang cầm kiếm nâng lên hạ xuống. Tiểu cốc ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Đệ đang làm gì vậy? Lục môn khanh nghi hoặc hỏi. Đệ đang nỗ lực triệu hồi hỏa diễm, chán thẩm hoài an lấm tấm mồ hôi cắn răng nói. Kỳ quái thật đấy, huynh làm thế nào để nguyên tố thủy bám lên thân kiếm vậy lục môn khanh bất đắc dĩ đệ vẫn chưa học thuật pháp đương nhiên sẽ không vận dụng được thẩm hoài an hạ kiếm xuống nhìn sang lục môn khanh lục môn khanh huynh sẽ dạy cho đệ chứ cậu ta khẩn cầu dù sao hiện giờ sư tôn cũng không ở huynh dạy đệ một chiêu nửa thức làm đệ đỡ nghiền đi Lục Ngôn Khanh còn chưa nói lời nào thì Tiểu Cốc đang ngồi bên cạnh chớp đôi mắt trẻ con nói: "Muội ở, muội sẽ nói cho Sư Tôn, Đồ Gia Hỏa không lương tâm này. Quên ai cứu muội về rồi sao?" Thẩm Hoài An tức muốn chết. "Muội, muội, muội, ngoài mách lẻo ra muội còn tính làm gì nữa?" Tiểu Cốc quay ót đối diện Thẩm Hoài An. Lục Ngôn Khanh buồn cười đứng đắn nói: "Hiện tại đệ đã là sư ca." muốn nghe sư tôn nói không thể dở trò khôn vặt phải làm gương cho sư muội mới được huynh còn biết nhân lúc cháy nhà đi hôi của giáo huấn đệ thẩm hoài an lẩm bẩm vốn dĩ thẩm hoài an muốn nhân dịp ngu sở không ở đây liền tranh thủ lúc tu luyện lười biếng chút để cậu ta thành thành thật thật đà tọa cả ngày quả thực chính là cha tấn như người thường cưỡi ngựa cả ngày vậy nhưng có vẻ như khi cậu ta sơ sẩy lộ ra cốc thu vũ đánh hơi được cậu ta có ý muốn lừa gạt sư phụ là lập tức bám dính lấy thẩm hoài an thẩm hoài an đã tọa được một nén nhang cậu ta nghĩ có thể nghỉ ngơi một lúc kết quả mở mắt ra đã nhìn thấy tiểu cốc ôm đầu gối ngồi cách một đoạn mắt mở to nhấp nháy nhìn mình rốt cuộc như nào muội mới chịu buông tha huynh thẩm hoài an muốn hỏng mất cậu ta phát điên nói nam nữ thụ thụ bất thân không cần muội đi theo huynh mãi sư tôn bảo các huynh chăm chỉ tu luyện cho nên huynh không thể lười biếng. Tiểu cốc nghiêm túc nói. Thẩm hoài an theo bản năng phản bác lại. Vậy sao muội không đi nhìn chằm chằm vào lục môn khanh ý? Tiểu cốc không trả lời. Nàng cứ nhìn chăm chú vào thẩm hoài an không chớp mắt. Giống như đang nói, trong lòng huynh mà không biết vì sao hả, cẩn thận nghĩ lại từ lúc bọn họ cứu cô bé con này nàng rất cẩn thận gọi sư ca cho đến hiện tại chỉ qua mấy chục ngày mà thôi thế nhưng thái độ của tiểu cốc từ để ý theo đuôi biến thành kẻ giúp đỡ sư huynh giám thị. Mình, thẩm hoài an muốn điên rồi. Căn bản cậu ta không sợ nhóc con này nhưng mấu chốt là nhóc con này nhất định sẽ chờ sư tôn về để mách lẻo. Cậu ta đã làm hỏng vườn rau của sư tôn rồi. Cũng không thể thêm chứng cứ phạm tội khác chứ, không còn cách nào dưới con mắt giám thị của tiểu cốc thẩm hoài an không thể không bình tĩnh rồi tiếp tục đả tỏa cậu ta vốn nghĩ giả vờ chăm chỉ kết quả mới phát hiện ra giả vờ càng chán hơn còn không bằng tập trung tu luyện thời gian trôi qua nhanh hơn vì thế lực chú ý của thẩm hoài an cũng dần dần tập trung hơn đến khi mở mắt mặt trời bên ngoài đã ngả về tây thế mà một ngày cứ qua đi như vậy Thẩm Hoài An nhìn thấy Tiểu Cốc nằm bỏ ngủ gà ngủ gật ở một bên. Tay nhỏ vẫn cầm đồ chơi cậu ta mua. Thẩm Hoài An chưa kịp phản ứng thì Tiểu Cốc đã mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn hành động của cô bé, hai người liền cười rộ lên. Lỗ tai này còn thính hơn mèo. Dạng mây đỏ chiều hoàng hôn trải rộng nửa bầu trời. Tiểu Cốc ngồi cạnh bàn trong viện nhìn hai sư huynh bưng lên những món ăn ngon ba sư huynh ngồi ở dưới hoàng hôn ăn cơm chiều. Gió nhẹ thổi tới mang đến cảm giác thích ý. Lục ngôn khanh cầm đôi đũa nhìn thẩm hoài an và cốc thu vũ đến thất thần. Cuộc sống này thật yên bình tốt đẹp làm hắn cảm giác không chân thực. Giống như khi còn nhỏ tuổi gặp phải cường đạo giết hại cả thôn phải đi xin cơm sinh tồn đều là việc từ kiếp trước vậy. muội cứ ăn từng miếng từng miếng nhỏ một giống mèo ăn như thế sao? Ở bàn đối diện, Thẩm Hoài An cầm bát gắp thịt để lên bát cơm sau đó nói. Học theo sư huynh nào. Từng miếng từng miếng to ăn mới ngon. Nói xong cậu ta và cơm. Quay hàm phồng lên như chuột hamster đang nhai vậy. Làm cốc thu vũ sừng sốt. Cách ăn của đệ là cách võ lâm mãng hán ăn cơm. Đừng dậy sư muội, lục ngôn khanh bất đắc dĩ nói. Muội ấy là nữ hài tử. Đệ có thể dạy muội ấy những điều tốt hay không? Lục ngôn khanh còn chưa nói xong thì tiểu cốc đã bắt trước thẩm hoài an để thức ăn đật lên bát cơm rồi sau đó há to và cơm vào miệng Quay hàm cũng phồng lên Mấu chốt là đôi mắt của cô bé vốn to tròn lại sáng ngời Làm gì cũng mang theo cảm giác đơn thuần vô tội Phồng má lên nhìn còn đáng yêu hơn thẩm hoài an Nhìn thấy hành động của cô bé Thẩm hoài an vừa lòng cười to Đầu lục ngôn khanh bắt đầu đau chuyện tốt không học được mấy thói quen xấu thì lại học nhanh trong lúc ba người ở trên núi đang ồn ào nhốn nháo ở bên kia ngu sở tiền vào địa giới tây nam đi đến phụ cận bạch vũ lâu ngày thường nàng yêu thích quần áo nhạt màu hiện tại lại thay bộ kính trang tối màu đầu đội đấu lạp trên mặt đeo sẵn mặt nạ sao 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 kính trang trang phục khỏe khoắn một đường đi ngu sở thả ra tin tức một nữ tu vì báo thù giúp đứa bé nên đang tìm kiếm người bạch vũ lâu nàng biết vân yên môn nhất định sẽ không quản chuyện này nhưng vì mở rộng thanh thế đành phải tìm bọn họ vân yên môn từ chối hỗ trợ nhưng đồng thời phần lớn những người tu tiên ở phía nam đều nghe nói đến tin này đêm hôm đó ngu sở suy nghĩ rất lâu nếu muốn cuốn vào phân tranh thì không bằng dựa theo tiêu chuẩn chấp hành nhiệm vụ đã làm trực tiếp diệt trừ dị kỳ mà không phải chờ đợi tương lai sinh ra tranh chấp với đối phương việc làm trước kia của bạch vũ lâu không thọc đến trước mắt ngu sở thì thôi hiện giờ có tiểu cốc ngu sở không có khả năng giả vờ cái gì cũng không biết để bác vũ lâu tiếp tục lén lút buôn bán bé gái nàng không cứu được tất cả những đứa trẻ bị người thân bán đi nhưng tốt xấu cũng giải quyết được một trong những người mua làm các bé thống khổ Ngu sở càng tới gần địa bàn của bạch vũ lâu càng gặp được nhiều nữ đệ tử bạch vũ lâu dọc theo đường đi nàng đánh bại bốn năm đệ tử bạch vũ lâu nhưng cũng không giết các nàng việc này càng truyền càng nhiều người tu tiên phía nam biết đến có những lúc ngu sở đối chiến với đệ tử bạch vũ lâu đều có người tu tiên khác vây xem nhưng không có ai đi xen vào việc của người khác ngu sở chiến thắng liên tục làn váy đen quét qua giống như diêm la đòi mạng không ai đủ sức ngăn cản bước chân của nàng đến giờ phút này trưởng môn lý song an của bạch vũ lâu mới đứng ngồi không yên trước khi ngu sở tiến tới địa bàn của bạch vũ lâu lý song an cũng xuất hiện đồ đệ của nàng ta bị đánh bại liên tục trong đó không thiếu môn đồ đắc ý của nàng ta dựa theo các đệ tử miêu tả lý song an biết việc lớn không tốt người này có thể hai ba chiêu liền đánh thắng đồ đệ kim đam kỳ của nàng ta thì ít nhất cũng là nguyên anh chiều hướng xấu có thể đã đến hóa thần kỳ hoặc luyện hư kỳ hậu kỳ nhưng lý song an đều không nghĩ ra được nữ tu lợi hại như vậy đứa trẻ làm sao rơi vào tay nàng ta được chứ lý song an mua bán rất nhiều trẻ em có đứa nàng còn không nhớ được tên căn bản không biết việc ngô sở nói ra là thật hay giả một trận còn chưa đánh nàng ta đã trột giả. Rốt cuộc nàng ta buôn bán trẻ em là thật. Thực lực lại chưa chắc hơn ngu sở. Lý Song An đứng giữa đám đệ tử đang vây quanh đi xuống dưới đến trước mặt ngu sở. Nàng ta soi xét đánh giá ngu sở. Vẫn chưa nhìn ra được thân phận của ngu sở liền tươi cười nói. Vị đạo hữu này, nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta để trả thù. Sự việc này có hiểu lầm gì không? Hai người rằng co dưới chân núi xung quanh không ít người tu tiên tụ tập đến ngay cả trưởng lão vân yên môn còn phái ra đệ tử quan môn tương đối có danh vọng đến đây khống chế cục diện là sợ hai người gây nên chuyện gì ngu sở lấy được rất nhiều chứng cứ từ hệ thống nàng tại chỗ lấy ra rằng co với lý song an lý song an không biết nói cái gì mới được sắc mặt nàng ta càng ngày càng đen khi bị mọi người đứng xem lý song an cảm giác được khí thế mạnh mẽ của ngu sở như thể quyết không bỏ qua cũng không lưu lại đường lui nàng ta muốn ngăn cản ngu sở đem toàn bộ bí mật của bạch vũ lâu rũ ra tới đột nhiên phát động công kích không kịp phòng ngừa lý song an vốn am hiểu sử dụng ám khí và độc dược nàng ta bỗng nhiên tập kích cực kỳ xảo quyệt hung hiểm những người vây xem chỉ nhìn thấy lý song an cất bước đầu tiên trong nháy mắt hai người đã đánh mấy chiêu liên tục nàng ta không khỏi âm thầm kinh hãi tu tiên giới một ngàn năm nay không có tranh chấp lớn gì rất nhiều người tu tiên đã sống mấy trăm đến hơn ngàn năm còn không có động tay chân luận bàn với người khác nhưng ngu sở lại không như vậy có cảm giác như nàng rất quen thuộc cùng người khác giao chiến kiếm pháp cũng không xuất thân từ chính thống mà lại dung hợp rất nhiều lưu phái khác nhau hai người giao chiến thể lực giống như ngang nhau nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được ngu sở xuống tay cực ổn vẫn luôn khống chế cuộc chiến còn lý song an lại bắt đầu đổ mồ hôi càng lúc càng bị động lý song an cắn răng ả à ta nhìn chằm chằm thế cục bắt được sơ hở lập tức bứt ra xoay mũi chân hướng xuống đất muốn chạy trốn vốn dĩ ngu sở cố ý lộ sơ hở để ả à ta chạy lý song an ý thực được bản thân đã bị bắt mũi kiếm lạnh lẽo đang đặt trên cổ ả à ta. Một tay ngu sở gác kiếm lên cổ. Một tay ôm chán Lý Song An ép ả à ta ngửa cổ dựa vào vai mình. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Muốn mạng hay vẫn muốn nói dối, hô hấp Lý Song An dồn dập. Ả à ta ý thức được lần này mình đâm chúng phải kẻ cứng đầu. Ngu sở giống sát thủ hơn người tu tiên. Có thế nào cũng không phải kẻ dễ nói chuyện. Kết quả. Tất cả người tu tiên có mặt tại đây để nghe được Lý Song An Jun dày nói. Ta, sao có thể lừa bán con của ngài được? Ta thật sự không nhớ được. Những đứa trẻ qua tay của ta quá nhiều nhưng nhân vật như ngài thì con của ngài nhất định rất có thiên phú. Ta không có khả năng bán. Bằng không ngài xem xem đồ đệ của ta có người ngài muốn tìm hay không? Ngu sở lạnh nhạt nói. Người giết không ít hài tử đúng không? lý song an run rẩy môi nói không ra lời lưỡi đao ngu sở hơi động lý song an lập tức nói đều chôn ở trong núi phía tây cách đây một ngàn dặm lúc này hai đệ tử vân yên môn chạy đến đi theo sau hai người người là một số người tu tiên lớn gan cùng tới hai đệ tử chắp tay thi lễ cung kính khách khí nói tiền bối vụ việc vừa trải qua và sự thật chúng ta đều đã nghe thấy về chuyện sau này của bạch vũ lâu xin cho chúng ta tiếp nhận lý trưởng tương lai lý song an như thế nào cần các đại môn phái cùng họp lại rồi quyết định ngu sở ngẩng đầu nàng mang đấu lạp và mặt nạ nhưng hai đệ tử vẫn cảm nhận được áp lực lại cúi đầu chắp tay với nàng ngu sở từ từ thu lại trường đao nàng đi tới phía trước hai đệ tử đều giạt sang hai bên tránh ra được thôi lần hy vọng quý môn phái không cần lại ninh sự tức người ngu sở nhạt nhẽo nói ba phải không dám đảm đương như vậy có khả năng là nguyên nhân khiến các ngươi chỉ xếp thứ sáu sao 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 ninh sự tức người muốn sự việc yên ổn mà khiến người khác phải than vãn tiêu vong chỉ kém một bước chết sống không vào được một trong năm đại môn phái là việc mà tất cả đệ tử vân yên môn hận nhất nhưng hôm nay nghe ngu sở trào phúng bọn họ không dám nói gì Lúc ba người đang nói chuyện, Lý Song An vẫn luôn ngồi dưới đất hoảng loạn bỗng nhiên lộ ra thần sắc hung ác. Ả à ta rút ra một cây châm độc búng tay bắn về phía sau ngu sở. Cùng lúc đó Lý Song An rút trùy thủ ra dựa bào pháp lực chém về phía ngu sở. Ả à ta tự biết nếu chu toàn với các trường môn khác thì còn có đường sinh cơ. Nhưng chỉ cần có ngu sở nhất định bản thân sẽ bị sống sờ sờ bức tử hiện giờ chỉ có giết ngu sở ả ta mới có đường sống lý song an kiêu ngạo nhất là công lực ám sát đánh lén nhưng ngu sở càng mau hơn nàng nghiêng người tránh né châm độc một kiếm thuận thế chém ra sau lưỡi kiếm xuyên vào bụng lý song an sấn ngươi bệnh muốn ngươi mảng tay nàng nắm chặt chui kiếm một cỗ linh khí sắc bén men theo lưỡi kiếm cường thế dũng mãnh tiến vào bụng lý song an hủy hoại nội đan của ả ta hoàn thành bổ kiếm phiên bản tu tiên giới. Từ lúc Lý Song An tập kích đến khi ngu sở trở tay đâm chết Lý Song An. Tất cả mọi việc quá trôi chảy khiến người bên cạnh há hốc mồm. Ngu sở rút ra trường kiếm lạnh lùng nói. Sững sở ở đây làm gì? Trong môn phái của nàng ta còn có hài tử bị giam. Nhanh đi cứu người, lúc này mọi người mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Có một số người tu tiên chạy lên núi. Một số khác đuổi theo các đệ tử chạy trốn của Bạch Vũ Lâu. Còn một số khác muốn đi nhìn xem phía tây có thật sự chôn người hay không liền rủ nhau cùng đi. Những nhóm người tu tiên bận đến khí thế ngất trời. Chờ đến khi cứu được hài tử từ trên núi xuống, đào được thi thể trong rừng rậm. Những người đi bắt các đệ tử Bạch Vũ Lâu trở về bọn họ mới phát hiện dưới chân núi chỉ còn thi thể của Lý Song An. Còn nữ tu mặc Hắc Y thần bí kia đã không còn bóng dáng. Cả tháng 7, mỗi người đều thảo luận nữ tu mặc hắc ý ra tay sạch sẽ lưu loát. Nàng giống như Diêm Vương đòi mạng, biến mất theo tính mạng của Lý Song An. Không biết ai đặt biệt danh Diêm Ma Tiên Tử cho nàng. Nhất thời biệt danh này nhanh chóng truyền lưu ra ngoài. Quán trà Vân Thành, khi ngu sở nghe được những nam tu gọi biệt danh này gân xanh không nhịn được nổi lên. Đưa nàng thành Diêm La Vương sao, tiên trưởng lá trà của ngài đây bên này ông chủ mang lá trà ngon được đóng gói cẩn thận đưa cho ngu sở ngu sở quay đầu lại tươi cười nói cảm ơn tiên trường tôi cảm thấy sau khi ngài thu mấy cái đồ đệ tính tỉnh khá hơn trước nhiều ông chủ cười nói năm đầu tiên khi gặp ngài thấy ngài lạnh như băng vậy hiện tại cũng học được cách cười rồi ngu sở ngẩn ra ngay sau đó nàng không biết làm sao đành cong khóe môi nàng lại đi tiểu lầu mua chút thức ăn chín rồi mới rời khỏi vân thành lần đầu tiên sau khi có đồ đệ nàng lại rời đi lâu như vậy trong lòng ngu sở không biết sao lại mong muốn trở về thật nhanh nàng xuyên qua tầng mây mờ ảo đi vào chủ phong nhưng không thấy chủ phong có một bóng người hơi thở của ba người đều ở sau núi ngu sở buông hộp đồ ăn xuống nàng mới tới sau núi đã nghe thấy tiếng bọn trẻ nói chuyện xong rồi xong rồi không lớn được rồi tiếng thẩm hoài an vang lên cậu ta buồn bực nói năm đó ta mà làm nông dân thì cái việc còn con này làm khó được ta sao có phải huynh sợ bị đánh hay không tiểu cốc hỏi nói đùa người giang hồ ai mà không từng đánh quá thẩm hoài an nói huynh đây là người có trách nhiệm nếu đệ là người có trách nhiệm thì nơi này giao hết cho đệ lục môn khanh mang ý cười nói lục môn khanh huynh xem lại huynh đi huynh còn cố ý chọc giận để đệ. đệ liền biết huynh xấu xa nhất ba người đang ồn ào nhốn nháo thì lục ngôn khanh là người đầu tiên nhận ra được ngu sở đã trở lại cậu ta ngẩng đầu mắt sáng lên còn hai đứa nhóc kia vẫn ngồi xổm bên cạnh bãi đất trông rau cãi nhau có phải huynh rất sợ sư tôn không tiểu cốc hỏi huynh mới không sợ đâu thẩm hoài an nói cha huynh huynh còn không sợ huynh không sợ ai hết, ngu sở không quản hai người. Nàng liếc mắt nhìn sang khu đất trồng rau tức khắc nổi gân xanh. Thẩm Hoài An, Thẩm Hoài An bị tiếng quát bất tình lình sợ run người lập tức ngồi bệt xuống đất. Cậu ta quay đầu một cách máy móc. Vẻ mặt vô cùng đáng thương nức nở khóc. Sư Tôn, người, người không phải nói nửa tháng mới trở về sao? Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.